Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước xử lý hơn 14.000 lượt vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 32 trường hợp là cán bộ, đảng viên, công chức viên chức lực lượng vũ trang. Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bình Phước đã tổ chức kiểm tra 61.158 phương tiện, xử phạt 41.286 trường hợp với tổng số tiền hơn 134,7 tỷ đồng, tăng 47,7 tỷ so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, trong số này có 14.060 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 8.053 trường hợp, có 32 trường hợp cán bộ, đảng viên công chức viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm đã thông báo về cơ quan, đơn vị xử lý theo quy định. Qua hệ thống camera giám sát giao thông đã phát hiện 8.929 trường hợp vi phạm. Trạm cân tải trọng xe lưu động tỉnh cũng đã phát hiện xử lý 325 trường hợp vi phạm quá tải, xử phạt gần 1,9 tỷ đồng. Năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Bình Phước đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể toàn tỉnh đã xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 226 người, bị thương 143 người, so với cùng kỳ giảm 139 vụ, giảm 82 người chết, giảm 168 người bị thương.